Đây là bánh xèo nhà mình nha các bạn. Chị hai mình chiên thì nó già trắng tát cái gốm, mình không biết là có ngon hay không. Đây, trời mưa rồi, hai chị em ruột là ngồi làm bánh xèo nha. Ngồi rồi bị bột nha. Mưa thì không lo, lo làm bánh xèo ăn. Mới nhắc gì đi, cho hai chó cắn luôn nè. Đi dậy con, có bị gì đâu sợ. Ừ, vô kia Nguyên dậy đi, nó chưa dậy luôn đó. Ủa ông Thịnh có mua bánh kem không Thịnh? Rồi đi đi. Con tự mua bánh kem. Ủa không ai xuất hiện hả? Và đập vừa chén cái chuyện cho vừa lâu lắm rồi chưa có đập vừa cái này đập sao đây. Cái này thì không biết chị mình có nạo được hay không. Chị mình nạo, chị mình nạo. Không được. Đây chị của mình. Đây chị. Bây giờ sẽ nạo các bạn. Chị Yến nào? Chị này đây, đây chị mình nạo, chị mình nạo, chị mình. Cái này là cái điều này của mẹ, con này là của mình. Rồi đổ 5 cái, người cái tôi nhẹ không. Ủa trái này hư mẹ ơi. Trời ơi, bắt con lọt vừa đi. Đen lùi rút cá ra luôn. Nó đen thui lùi vậy nè. Này hư rồi các bạn ơi. Còn vừa đen thui lùi luôn. Trái này đã hư nha. Trái, ăn cá mộng vừa không? Thôi phức luôn mẹ. Đâu có nghĩa là một măng còn ngoài đó mà kêu. Đây là sẽ xào những thịt xiêm trước cho mấy bạn. Nhưng là phải làm cái xèo là nhưng phải làm trước. Này xào như ráo nước thôi mẹ. Là bỏ muối đường bột ngọt vô hay sao? Mấy
các bạn xào xăng trong vòng khoảng 20 phút nha, với lửa lớn nha, để cho nó ráo nước luôn. Nhìn rất là hấp dẫn mấy bạn. Cái này để đập trứng gà, trứng vịt vô chiên ăn luôn cũng được. Đây mẹ mình mới bỏ hành cho những mấy bạn, cho nó thơm. Bạn nào thích ăn cay nữa thì sẽ bỏ tiêu vô nữa. Đây cái nhưng rất là hấp dẫn luôn nè, mấy bạn thấy không? Nó bỏ chút xíu tiêu nữa để trộn đều lên, vậy là xong. Cái này xào mấy bạn nhớ là phải để lửa lớn nha, để nó không có bị tôm nước ra, thì mới để vô cái nhân bánh xèo được nha mấy bạn. Là mấy bạn xào lửa lớn nha mấy bạn, thì nó không có bị tôm nước, cho nó khô y như là xào nhân vịt xiêm lúc nãy á. Mình xài cái giá này nghe, để nó không có bị gãy. Ủa cái xào ăn hả? Ai biết, người ta nhầm, bỏ chút xíu là muối, đường, hạt nêm vô. Bạn không có hạt nêm thì xài bột ngọt vẫn được nha, làm nhạt nhạt thôi chứ không có mặn nha các bạn, tại vì trong đó rất là nhiều. Với lại hồi món bánh này là mình sẽ có chấm với nước mắm nữa. Trời ơi, khét ở dưới hả chị Đan? Sao nó vàng vàng rồi nè? Ủa tỏi hả? Tưởng đâu chưa hết bị khét. Cái này là chuẩn bị xong rồi nha các bạn. Đây mấy bạn, giờ mình nhắc xuống nha, là nguyên liệu là đã xong rồi đó, nhân là đã xong, là bao gồm là có củ sắn với lại thịt vịt bằm. Mua mấy con hả? Cào con cho. À. Giờ mình sẽ đi chắc nước cốt nha mấy bạn. Đây bây giờ là mình đang vắt nước cốt dừa nha mấy bạn. Nước cốt dừa này là mình vắt nhiều nước, rồi sau đó là mình quậy với lại bột, thay vì bột là mình để nước lã thì mình sẽ làm nước cốt dừa cho nó béo nha. Chị mình đeo vàng quá trời luôn mấy bạn, quay mà vàng lấp lánh lấp lánh. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái rây lượt nha mấy bạn. Đây nước cốt dừa là siêu béo luôn, cái này là hai trái dừa nha mấy bạn. Em ăn một cái. Đây mình sẽ sử dụng là mấy bịch bánh xèo gì đây, 3 bịch bánh xèo nha mấy bạn. Bánh xèo này là 400g, là hết là 1,2 kg nha mấy bạn. Đây bịch bánh xèo này nó có sẵn bột nghệ, nó pha bột nghệ chung rồi nè. Này cho nó pha bột nghệ chung rồi, nó vàng vàng nè. Rồi sau đó mình sẽ đổ nước cốt dừa vô nha. Này là cách mà pha tỷ lệ bột với nước á, là trong cái bịch bột bánh xèo nó có ghi sẵn rồi, mấy bạn cứ làm theo là được nha. Bây giờ mình sẽ quậy bột nha mấy bạn, nghĩa là mình bỏ nước cốt dừa vô từ từ, sau đó mình quậy. Cái này là quậy tỷ lệ là mình nghĩ là 2 phần nước 1 phần bột nè, cho nó lỏng ra là được. Này bạn nào thích ăn hành đó là mình sẽ cắt hành mình bỏ vô nữa,
mình quay chừng nào mà mấy bạn thấy nó lỏng lỏng là ok nha mấy bạn. Cái này là theo cảm quan của mỗi người thôi, mấy bạn phải quay cho bột nó không có bị vón cục nha thì đỏ mới được. Trời bây giờ là đang chuyển mưa nha mấy bạn. Hướng này á, là trời còn sáng sáng nè, nhưng mà mình quay qua đây mấy bạn thấy nè, trời nó tối thui luôn. Đây trời đen thùi. Cái này là lá cẩm nha mấy bạn. Mấy bạn thấy lá cẩm không? Này là bánh tét lá cẩm, xôi lá cẩm rất là nổi tiếng ở Cần Thơ nè. Này là cây lá cẩm của nhà mình trồng nha mấy bạn. Nhưng mà ở quê Long An của mình là ít ai sử dụng cái lá cẩm lắm. Trời mưa tầm tã, chỉ còn một chút xíu kia là trời sáng sáng thôi. Mấy bạn thấy trời mưa không? Nhưng mà mưa được cái là cây tối tốt nha mấy bạn. Đó, quá trời vườn cây nó tùm luôn. Thôi mình trời mưa này ăn bánh xèo là số 1, rồi hát nhạc sống nha mấy bạn. Mấy em chó là trời mưa là ướt nhem dưa hầy luôn nè, không được đi ra ngoài nha. Đó là nó chạy nè, nó chạy nè. Rồi quá trời mưa lớn nha mấy bạn ơi. Đây cái lưu nước nè, bây giờ ít nơi còn sử dụng lưu nước này lắm nha. Ngày mưa chưa đủ lớn nên là nước nó chưa chảy vô được cái lưu à, nó bị lạc. Đây trời mưa rồi, hai chị em ruột là ngồi làm bánh xèo nha, ngồi quậy bột nha. Mưa thì không lo, lo làm bánh xèo ăn. Sẽ chế là nửa lon bia nha mấy bạn, chắc chắn là bánh xèo nó sẽ giòn. Đó mấy bạn thấy cuộn bột lên không, thấy lỏng lỏng rồi mà. Mình rút hết lon luôn đi, hết luôn. Đây là cái đường mà đi ra vườn nha mấy bạn, trời thì mới mưa xong nên là rất là ướt. Có lá cách thì ăn mới đúng bài luôn. Rồi hoặc là có đọt ruột nè, đọt xài nè, đọt sọp nè, mấy mà cây có lá tự nhiên á, cho mình đang hái đây. Con hái luôn cái lá già già sát bên cái lá xanh xanh là được luôn, nó bự bự. Lá cách này làm rất là nhiều món nữa bạn. Một là mình ăn ha, sống cũng được nè, để ăn bánh xèo. Hai là mình xào bò nè, và xào ếch nè, xào thịt gà hoặc là nấu canh với thịt gà nữa là ăn rất là ngon luôn. Lá cách thì ăn là giống như là trị thuốc á, hoặc là bài thuốc á, giống như là thuốc nam vậy đó. Ai mà mất ngủ hoặc đau nhức á, lá cách này mình phơi khô, mình xào xong cho sáo khô á, rồi sau đó là nấu nước như nước trà mình uống cũng được luôn nha, rất là tốt cho sức khỏe. Mà cái vị lá cách là có người sẽ ăn cũng được, có vị nhẫn và đắng. Nhưng mà đây là một bài thuốc nha các bạn, hái mà nghe cái mùi rất là thơm luôn á. Mùa mưa này thì lá rất là tốt, quá trời thấy không, hà luôn, sau khi hái mà được khoảng 5 phút là mình được một rổ lá cách rồi nha mấy bạn. Cái cách nó rất là tốt luôn. Cái gốc này là mình chặt rất là nhiều lần, tại vì cao quá mình sẽ hái không được nên là cứ cao hơn chút xíu là mình sẽ chặt. Mấy bạn thấy không? Quá ngon luôn.
xem cho chị Đan. Mấy cái rồi? À, nãy giờ là đậu bánh xèo chay hả? Giờ chị mình đổ bánh xèo nha mấy bạn. Còn đây là mình sẽ có món khô có sặc với gỏi xoài nha mấy bạn. Đây xoài là xoài Đài Loan nên không có chua. Xào rau thơm thì thấy gớp. Đây là bánh xèo nhà mình nha mấy bạn. Chị Hai mình chiên thì nó già trắng tát cái gốm, mình không biết là có ngon hay không. Trời ơi, cái này là lấy không có pha bột nghệ thêm nè, bởi vì nó không có vàng. Mua màu vàng bỏ vô đi, màu gạch tôm hay gì đó. Coi chừng trúng món bánh xèo chay giờ. Dạ bên đây. Ủa bên đây ăn chay hả? Ăn cơ rồi không chay hả? Ê, tưởng đồ ăn nhiều lắm mà sao có món nè. Giờ có mấy con ruồi ta. Ủa anh Cảnh đâu rồi? Ủa sao vậy? Chán gì trời, mới xuất hiện. Không, anh ăn gì ăn đi, em đâu có ăn đâu. Cái bánh kia chị Tư giờ xẻ làm đôi ăn trước đi, phần nửa còn cố Vũ. Cháu mình và chị mình nha mấy bạn, chung luôn, làm chung một ngày nè.